Chuyện là xưa mai với lại Enchanted. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ dành để nói về một chủ đề ngữ pháp mà mình đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn trong thời gian qua. Đó là việc thành lập câu trong tiếng Đức. Đối với người Việt Nam khi mới bắt đầu học tiếng Đức thì chắc chắn rằng sẽ gặp khó khăn khi mà làm như thế nào để mà có thể sắp xếp được những các từ khác nhau vào thành một câu để cho đó câu đó có ý nghĩa và đúng về mặt ngữ pháp. Bởi vì các thành phần câu trong tiếng Đức đôi khi là khác hẳn so với trong tiếng Việt. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là tiếng Đức và tiếng Việt không có điểm tương đồng. Nếu như mà các bạn so sánh những cái câu đơn giản, ngắn, có ít thành phần câu thì các bạn có thể nhận thấy rằng tiếng Đức và tiếng Việt cũng sẽ có những cái điểm giống nhau. Ví dụ như mình có thể lấy cho các bạn: tôi học tiếng Đức. Dịch sang tiếng Đức chúng ta sẽ có là Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Thì các bạn có thể nhận thấy ở đây chủ ngữ đứng ở vị trí đầu tiên, sau chủ ngữ là động từ và sau động từ là bổ ngữ. Tuy nhiên ở những câu dài hơn, có nhiều thành phần câu hơn thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt. Ví dụ như tôi có một lịch hẹn vào thứ ba. Tiếng Đức chúng ta sẽ nói là Ich habe am Dienstag einen Termin. Ich habe am Dienstag einen Termin. Các bạn có thể nhận thấy ở đây đó là ở trong tiếng Đức, trạng từ chỉ thời gian am Dienstag, thứ ba, được chuyển lên đứng đằng sau, đứng ở vị trí thứ ba đằng sau động từ và bổ ngữ einen Termin. Einen Termin, một lịch hẹn, chuyển xuống đứng đằng sau trạng từ chỉ thời gian. Ở đây thì mình cũng muốn lưu ý cho các bạn một cái điểm đặc biệt ở trong tiếng Đức mà khác hẳn so với trong tiếng Anh hay là các ngôn ngữ khác, đó là các thành phần câu trong tiếng Đức có thể thay đổi vị trí linh hoạt. Ví dụ như mình có thể đưa trạng từ chỉ thời gian lên đứng ở đầu câu và thay vào đó chủ ngữ sẽ xuống đứng ở vị trí thứ ba sau động từ. Am Dienstag habe ich einen Termin. Am Dienstag habe ich einen Termin. Hoặc là mình cũng có thể đưa bổ ngữ lên vị trí đầu câu. Einen Termin habe ich am Dienstag. Einen Termin habe ich am Dienstag. Ý nghĩa của việc này là việc lặp đi lặp lại chủ ngữ sẽ gây một cái sự nhàm chán. Bởi vậy nên là người ta thường đưa những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin mà người ta muốn nhấn mạnh lên đứng ở đầu câu. Như ví dụ ở trên mình có lấy cho các bạn đó là Am Dienstag habe ich einen Termin. Am Dienstag habe ich einen Termin. Có nghĩa là người ta muốn nhấn mạnh là thứ ba đó, chứ không phải là thứ tư, thứ năm hay là một ngày nào khác. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có những cái câu mà nó phức tạp hơn, có nhiều thành phần câu hơn. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp chúng như thế nào? Ở đây các bạn có thể sử dụng một quy tắc đó là Thi kao mu lu. Thi kao mu lu. Hay để giúp cho các bạn dễ thuộc, các bạn có thể nói là Tanzen kann man lernen. Tanzen kann man lernen. Thi ở đây đó là temporal, tức là thời gian. Trả lời cho câu hỏi là wann, khi nào. Ka ở đây là causal, có nghĩa là nguyên nhân. Trả lời cho câu hỏi là warum, vì sao. Mu ở đây là modal, có nghĩa là hình thức. Trả lời cho câu hỏi là vì, như thế nào. Lu ở đây là local, địa điểm. Trả lời cho câu hỏi là wo, ở đâu, hay là wohin, tới đâu. Ich muss heute wegen einer Erkältung zu Hause bleiben. Heute là trạng từ chỉ thời gian, chúng ta sẽ đặt ở trước. Wegen einer Erkältung tức là trạng từ chỉ nguyên nhân, chúng ta sẽ đặt ở sau. Zu Hause tức là trạng từ chỉ địa điểm, nơi trốn, chúng ta sẽ đặt ở cuối. Như mình cũng đã nói với các bạn là những cái thành phần trong câu chúng ta có thể thay đổi linh hoạt, chúng ta có thể đưa lên vị trí đầu. Ví dụ như Heute muss ich wegen einer Erkältung zu Hause bleiben. Oder wegen einer Erkältung muss ich heute zu Hause bleiben. Các bạn có thể thấy là
những cái trạng từ của chúng ta có thể thay đổi, đưa lên đầu câu tùy theo cái mục đích chúng ta muốn nhấn mạnh mà nghĩa của câu không thay đổi. Ich konnte gestern sehr schlecht schlafen. Ich konnte gestern sehr schlecht schlafen. Gestern là trạng từ chỉ thời gian, bởi vậy nên nó sẽ đứng trước. Sehr schlecht là trạng từ chỉ hình thức, như thế nào. Oder gestern konnte ich sehr schlecht schlafen. Ich fahre morgen nach Italien. Ich fahre morgen nach Italien. Morgen, trạng từ chỉ thời gian, sẽ đứng trước. Nach Italien, trạng từ chỉ nơi trốn, tới đâu. Morgen fahre ich nach Italien. Morgen fahre ich nach Italien. Đó là với những câu khẳng định, Aussagesatz. Còn với những câu hỏi, Fragesatz, thì chúng ta sẽ chia ra thành câu hỏi có từ để hỏi. Ví dụ như, Wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du? Nhá, những từ như là wie, woher oder was là những từ để hỏi. Ở trong phần miêu tả video ở phía dưới, mình sẽ có một cái đường link cho các bạn. Ở đó sẽ có một cái bảng tổng hợp những cái từ để hỏi thông dụng và các bạn có thể tham khảo ở đó. Với những câu như thế này thì vị trí đầu tiên luôn luôn là từ để hỏi. Sau từ để hỏi sẽ là động từ và sau động từ là chủ ngữ. Ngoài ra chúng ta cũng có những câu hỏi không có từ để hỏi. Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời bằng ja oder nein. Vì ở đây không có từ để hỏi nên ở vị trí đầu tiên chúng ta sẽ đặt động từ, sau động từ sẽ là chủ ngữ, sau chủ ngữ có thể là trạng từ hoặc là bố ngữ của câu. Các bạn thấy là cấu trúc này rất là giống trong tiếng Anh đúng không? Dù đó là những cái quy tắc căn bản về việc thành lập câu trong tiếng Đức, mình đã cố gắng tránh dùng những cái khái niệm ngôn ngữ học nhiều nhất có thể để các bạn dễ hình dung. Tất nhiên là ở những cái trình độ khác nhau chúng ta sẽ có những cái câu với những cái cấu trúc phức tạp hơn, có nhiều thành phần câu hơn. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng điều quan trọng ở đây là các bạn biết áp dụng những cái quy tắc này vào trong giao tiếp, chứ không chỉ dừng lại ở những bài tập ngữ pháp. Lời khuyên của mình cho các bạn là nên tập nói những cái câu từ đơn giản cho tới những cái câu phức tạp hơn. Các bạn có thể tự kể lại một ngày của mình, các bạn đã làm những hoạt động gì trong ngày và thời điểm nào. Và các bạn có thể dùng smartphone của mình để ghi âm lại. Và khi nghe lại, các bạn có thể thấy rằng mình phát âm, mình sắp xếp câu này còn chưa đúng, chỗ nào cần phải cải thiện thêm, vân vân. Mình nghĩ đó là một cái phương pháp rất là hay để giúp cho các bạn có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp. So, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì về chủ đề này hay là có bất cứ mong muốn gì thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Còn bây giờ thì, tschüss, bis bald! Thank you.